11:30 ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là thời khắc đánh dấu sự thành công của đại thắng mùa xuân năm 1975. Đó cũng chính là thời khắc của hòa bình, thống nhất non sông. Hàng chục vạn người lính đã xung phong ra chiến trường để cùng làm nên thời khắc đó, và đã có rất nhiều người lính mãi mãi không trở về. Cuộc chiến đã lùi xa 46 năm, nhưng trong số những người lính may mắn được sống tiếp với hòa bình, ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh, ký ức về buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành một phần thiêng liêng mà họ mang theo trong suốt cuộc đời. Hãy cùng sống lại ký ức của ngày này 46 năm về trước qua ký ức của những người lính trở về từ cuộc chiến. Với nhiều người dân Việt Nam, hình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử. 46 năm sau, bốn chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 gồm Trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy xe, Trung sĩ Nguyễn Văn Tập lái xe, Trung sĩ Ngô Sĩ Nguyên pháo thủ số 1 và Thiếu úy Lê Văn Phượng pháo thủ số 2 chỉ còn lại 3 người. Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Tập, người lái xe tăng 390 năm xưa, thời khắc ông nhấn ga húc đổ cổng Dinh Độc Lập mãi mãi không thể nào quên, bởi trong tác chiến, quyết định húc đổ cổng Dinh Độc Lập chỉ được tính bằng tích tắc, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết. Thế thì cái cổng Dinh Độc Lập chúng tôi cho là có thể là có mìn, có thể là có điện. Thế nhưng cái chuyện mà mình cứ có thể như thế mình không vào thì là thất bại rồi. Khi lệnh của hỏi nhau là anh Toàn ơi bây giờ là như nào thì anh muốn chú tông vào đi, chú nhé. Dùng từ rất là anh em, chú tông vào đi. Thì mình có nghĩa đánh tay lái và lao thẳng luôn. Tức là nếu như một cái gì đó mình chần chừ thì nó lại thay đổi cục diện ngay. Sau khi xe tăng 390 và 843 vào Dinh Độc Lập, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, khi ấy là Trung đoàn Phó Trung đoàn 66 thuộc Sư đoàn 304 Quân đoàn 2, cùng các đồng đội tiếp quản Dinh Độc Lập vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thời khắc đối diện với nội các Sài Gòn và trực tiếp áp giải ông Dương Văn Minh sang đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng đã ghi một dấu ấn đậm nét trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Trong một trận chiến đấu mà nhanh chóng bắt được tên chỉ huy cao nhất tuyên bố đầu hàng càng sớm thì trận đánh nhanh kết thúc và đỡ đổ máu cho cả hai bên. Vì thế cho nên là khi mà cái lời tuyên bố đầu hàng của Dương Minh phát lên đài phát thanh Sài Gòn thì chúng tôi suy nghĩ đây là cái thời khắc là đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của Đảng, quân đội giao cho mình, và mình cũng rất may mắn được thực hiện cái nhiệm vụ đó. Tại Hà Nội, tin thắng trận đã nhanh chóng đưa về Đài Tiếng Nói Việt Nam để thông báo cho toàn thể người dân cả nước. Nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, người trực tiếp đọc tin giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, vẫn nhớ từng câu từng chữ trong bản tin đặc biệt đó. Không bao giờ tôi có thể quên được, và tôi có thể đọc lại để cho các bạn nghe cái nội dung của bản tin ấy. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Và lúc bấy giờ khi đọc xong thì là chúng tôi được phép gieo hò. 30 tháng 4 vẫn luôn là ngày đặc biệt và ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam, nhất là với những người lính. Đó là ngày thống nhất hai miền Nam Bắc, là ngày đánh dấu nền hòa bình vững chắc trên giải đất hình chữ S. Và đó cũng là ngày lưu giữ trọn vẹn cảm xúc và ký ức của những người con Việt Nam đối với Tổ quốc. Thưa quý vị, được xây dựng trong hoàn cảnh đầy khó khăn ở chiến khu vào những năm 1960, khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, Đài Phát thanh Giải phóng chính thức lên sóng vào tháng 2 năm 1962 và đã vẻ vang hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 31 tháng 8 năm 1976. Cột mốc đáng nhớ đối với cơ quan này chính là bản tin chiến thắng được dõng dạc truyền đi và lan tỏa tới khắp mọi miền Tổ quốc vào ngày 30 tháng 4 cách đây 46 năm. Ngay sau bản tin chiến thắng phát vào khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4, phòng thời sự A1 Đài Phát thanh Giải phóng A, nơi nhà báo Trần Đức Nuôi làm việc, thực hiện ngay một bản tin đặc biệt vào 17 giờ chiều cùng ngày để cộng hưởng không khí chiến thắng tới người dân cả nước. Đây cũng là lúc nhiều câu chuyện xúc động đọng lại trong ký ức của ông. Khi mà bài Như Gặp Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của Phạm Tuyên được phát lên trên sóng nữa thì nói thật là chỉ có mấy phút thôi. Tất
cả mọi người đều thuộc, mà nó có cái tính cộng hưởng đám đông đó, cho nên một người reo hò tất cả mọi người nhảy lên reo hò đấy. Và khóc, tất cả những người mà nói tiếng miền Nam đều khóc. Có một ông già rất là già, tóc hoa râm rồi, ông ôm lấy cả cái bản đồ Việt Nam này này, ông ấy chỉ vào ở đây này, chợ muối là nhà tôi, giải phóng rồi các ông các bà ơi, các ông các bà vào đó thì tôi sẽ mời ăn cơm ở nhà tôi, nhà tôi ở chợ cầu muối đây này. Ông ấy chỉ vào bản đồ của Sài Gòn, ông khóc, làm cho tất cả mọi người khóc theo ông. Sau đó tôi mới nhận được một cái tin rất là bất ngờ, tức là có một cái bà quê ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, khi đến giữa cái đường bây giờ gọi là đường Trường Chinh, trước đây gọi là đường tàu bay, thì chị ấy đi đến đấy thì nghe tin là miền Nam hoàn toàn giải phóng, mừng quá reo lên là quê tôi giải phóng rồi, và ngất đi, đi vào cấp cứu và chị không có trở lại nữa. Cho nên trong cái niềm vui bất ngờ đấy, cũng không phải là không có cái chết, không có phải là không có sự bất mãn đâu. Có một cái gì đó là một cái vợ hòa sau một cơn nén, một cơn nén, như một cơn nén cái lò xo nghìn cân ấy, mà cơn nén đó không phải là cơn nén gì, mà cơn nén của thời gian, cơn nén của chiến đấu, cơn nén của chịu đựng, cơn nén của hy sinh, thì người ta bị bật lên được như thế. Chứ còn nếu mà một chiến thắng bình thường hoặc là một cái cuộc gì đó mà nó không có nghĩa lắm, nó không chính nghĩa lắm, thì chắc là người ta không vui được như thế. Gặp lại nhau sau nhiều năm, những người thanh niên từng xông pha trên mọi mặt trận hay cùng nhau túc trực 24/24, làm việc quên ăn quên ngủ ở đài phát thanh, nay tóc đều đã ngả bạc, nhưng ở họ vẫn toát lên tinh thần của những người chiến sĩ trên mặt trận thông tin tư tưởng, vẫn sáng ngời tuổi trẻ trong từng cái bắt tay, cái ôm gặp mặt với những đồng nghiệp cũ, bởi tuổi xuân của họ đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách cam go và sẻ chia thời khắc lịch sử quan trọng bậc nhất trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lúc đấy chúng tôi làm chương trình vì trách nhiệm, vì nghề nghiệp, vì báo chí. Nhưng mà thoáng một cái, cũng có một cái suy nghĩ. Mình làm như thế này là mình thay nhặt cho cả cái giới báo chí để phát sóng đấy nhé. Bởi vì báo in không kịp đâu. Thứ hai nữa là mình đưa cái kết quả của đồng bào chiến sĩ mình hy sinh lên, lên thành một cái bài ca chiến thắng để phát trên sóng. Chứ có phải mình làm vinh dự quá không? Ông Phạm Tăng, ông vỗ vai, ông bảo quá vinh dự chứ còn gì nữa. Bây giờ nghiệm lại, cái lúc bột phát nói lên câu đó thì đến bây giờ nghĩ lại 46 năm vẫn đúng. Tức là thế hệ báo chí, nhất là Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam đã thay mặt cho báo chí cả nước cùng với Thông tấn xã, báo quân đội, đưa những cái tiếng nói đầu tiên, tiếng reo hò chiến thắng đầu tiên cho quốc dân đồng bào và bạn bè khắp cả nước. Có gì là sung sướng hơn và vinh dự hơn như thế nữa. Dù chỉ hoạt động trong thời gian 14 năm, nhưng đó là 14 năm gắn liền với thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đài Phát thanh Giải phóng đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2018 như một sự ghi nhận những đóng góp của tập thể cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên của đài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến với nhiếp ảnh bằng tình yêu và sự say mê hiếm có, 19 tuổi, Đoàn Công Tính trở thành phóng viên chiến trường của báo Quân đội Nhân dân. Với sức trẻ và nhiệt huyết của một người lính, ông đã đi khắp các chiến trường để ghi lại những khoảnh khắc ác liệt nhất và cũng bi tráng nhất về cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Trên đường hành quân, trên đồi không tên, nắng dưới lòng đất, đặc biệt là nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ Quảng Trị được chụp cách đây hơn 45 năm về trước. Đây đều là những bức ảnh tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính. Vào thời điểm chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, ông đã băng qua lửa đạn, có mặt tại các chiến trường Quảng Trị, Hà Nội, đường 9 Nam Lào, ghi lại cuộc đấu tranh gian khổ của quân và dân ta. Có rất nhiều hình ảnh mình chưa chụp được, mà mình cảm thấy nuối tiếc. Mình muốn có rất nhiều những hình ảnh tiêu biểu đó, nhưng mà cái sức mình đi thì nó có hạn. Thế là bom đạn của địch. Tức là cái sự chống trả của kẻ địch nó rất là quyết liệt, nó làm cho cái người phóng viên thì tuy cầm máy đấy nhưng mà cũng không chắc đã trụ được. Thế và người ta nói rằng chúng tôi chụp ảnh ở chiến trường, nhất là chiến trường Quảng Trị, thì không phải là chụp mà là cướp ảnh mà chạy.
Với nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tín, 81 ngày đêm trong chảo lửa Quảng Trị hay những năm tháng gắn bó nơi chiến trường là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời. May mắn trở về khi nhiều đồng đội đã hy sinh, ông xem những thước phim, kỹ vật còn lại này là tài sản vô giá. Để có hàng ngàn tấm ảnh của thời cuộc, ông chẳng thể nhớ mình đã dùng bao nhiêu chiếc máy ảnh. Có điều, những chiếc ông giữ lại đến nay đều mang rất nhiều kỷ niệm. Tất cả dù cũ kỹ, dù bám bụi thời gian, nhưng trong ấy là cả một trời ký ức về những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất, trân quý nhất, năm tháng của mồ hôi, nước mắt và của một phần cuộc đời mà ông chẳng thể nào quên. Vào đó mà mình nghĩ là mình phải làm tốt, chứ còn nghĩ trở về thì khó lắm. Làm thế nào để ghi lại được những cái tinh thần hy sinh dũng cảm của người chiến sĩ, nhất là những người chiến sĩ ở ngay tuyến đầu. Phải nói là những ngày mà chúng tôi đi vào chiến trường ấy, thì luôn luôn là xác định là cái niềm vui. Mình vào chiến trường, mình thấy là mình được đi được cùng anh em, được chụp ảnh anh em, rồi được ghi lại những cái chiến công của anh em là mình thấy hạnh phúc. Mình thấy là cái đó là một cái phần thưởng lớn nhất mà cuộc chiến đã dành cho những người phóng viên. Đã từng có thời điểm, ông Tín viết di chúc. Di chúc ấy chỉ có một mong muốn duy nhất là nếu chẳng may hy sinh trên đường mang tài liệu ra Hà Nội, xin nhờ đưa 10 cuốn phim được ghi lại tại thành cổ Quảng Trị đến giao cho tòa soạn báo Quân đội Nhân dân. Cho đến nay, những khoảnh khắc mang đậm hơi thở cuộc chiến đã được ông ghi lại bằng những tấm ảnh có giá trị mãi với thời gian. Chúng tôi đã cố gắng chạm thật khẽ đến những tháng ngày cầm máy ảnh thay súng của ông. Bởi với ông, đó dù là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian chất chứa nhiều cảm xúc nhất, nhiều tâm tư nhất của cả cuộc đời.